Một trong những trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12 của Exim Bank V-League năm 2014. Và như vậy là hiệp 1 đã bắt đầu. Ngoài trận đấu mà chúng ta đang theo dõi, rất nguy hiểm. Ngay bắt đầu trận đấu thì các cầu thủ chủ nhà Hải Phòng đã tạo được một tình huống hết sức đáng chú ý về Bách Bình Dương. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đó là đường truyền của Hagan. Và sau đó là tình huống băng bàn cắt trên hàng công. Bên phía Hải Phòng ngày hôm nay họ đã có sự trở lại của Fagan, rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho BK Max Bình Dương. Người lập công không ai khác chính là Huỳnh Kesley Alves. BK Max Bình Dương đã vượt lên với cú đánh đầu chính xác của Huỳnh Kesley Alves. Hàng thủ Hải Phòng đã chơi không tốt và bóng đã đến được vị trí của Huỳnh Kesley Alves sau quả tạt từ bên phía cánh phải của Trọng Hoàng. Huỳnh Kesley Alves đã không bỏ. Thêm một pha tấn công nữa của cầu thủ Hải Phòng. Và kế tiếp vẫn là của Đồng Đức Thắng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha phối hợp rất đồng đội giữa Fagan và Đồng Đức Thắng. Fagan đã nhả lại một đường bóng có thể nói là khá thuận lợi cầu thủ BK Max Bình Dương. Dứt điểm. Không vào, bóng đã trúng vào xà ngang. Đó là pha kết thúc của Abbas. Cơ hội Huỳnh Kesley Alves không vào. Abbas đã đưa bóng trúng vào xà ngang khung thành của đội chủ nhà. Trọng Hoàng đã thực hiện một quả tạt bóng có thể nói là rất tốt nữa. Sau đó thì Abbas đã có được cơ hội cuối cùng. Người đã mồi bóng để cho Abbas dứt điểm đó là Đặng Văn Thành. Sau đó thì Huỳnh Kesley Alves đã có một pha kết thúc về khung thành của thủ môn Thành Thật. Để bóng cho Văn Thuận, rất hợp lý, vẫn là Văn Thuận. Không được. Chúng ta cùng xem lại tiếng này. Một pha phối hợp rất hiểu ý nhau. Văn Thuận đã thoát xuống nhận đường truyền của đồng đội. Tuy nhiên là tình huống được bóng bắt. Vẫn là Hoàng Đình Tùng. Đồng Đức Thắng. Điểm hơi nhẹ. Nhưng vừa rồi thì các cổ động viên của BK Max Bình Dương cũng đã phải thoát tim. Nỗ lực ở bên phía cánh trái của Đình Tùng. Sau đó thì Đồng Đức Thắng đã rất nỗ lực để thực hiện một hoàn và dừng cả tấn công của hậu vệ phải bên phía đội cách. Chút nữa đã có bàn thắng thứ hai. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha tấn công được khởi đi từ Huỳnh Kesley Alves. Âu Văn Hoàn đã có một đường truyền dành cho Abbas. Và sau đó thì Abbas đã có pha kiến tạo rất là 4-0. Rất nguy hiểm, bóng đã trúng xa ngang sau cú đá phạt của Huỳnh Kesley Alves. Chút nữa tiền đạo người Brazil đã có được cú đúp của mình. BK Max Bình Dương, Trọng Hoàng. Kết thúc khá nguy hiểm và tỷ số đã được nâng lên 2-0. Pha ghi bàn của Mai Tiến Thành. Mai Tiến Thành mới được tung vào sân và anh đã lập công. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Trọng Hoàng đã có một đường truyền lại có thể nói là rất tỉnh táo để cho Mai Tiến Thành băng lên từ tuyến 2 và dứt điểm. Cú dứt điểm đưa bóng đi sát vào cột dọc bên phía trái khung thành của thủ môn Thanh Thắng và đã vượt ra ngoài tầm với của thủ môn này. Huỳnh Kesley Alves đánh đầu. Chúng ta cùng xem lại quả đá phạt góc của Huỳnh Kesley Alves và cú bật cờ đánh đầu của anh Đức. Dứt điểm, không được. Nỗ lực đi tìm bàn thắng thứ 6 của mình tại Exim Bank V-League năm 2014. Bóng đã bật ra và anh Đức đã đá bồi. Trước đó là một pha dứt điểm rất căng của đồng đội. Rất mạnh mẽ. Suleiman dứt điểm 3-0 cho các cầu thủ BK Max Bình Dương. Tuy nhiên đã có lỗi việt vị. Pha phối hợp giữa Abbas và Suleiman. Các trọng tài đã chính xác trong tình huống bắt việt vị này. Như vậy là đúng này.